đây là lốc xô, đây là ốc tổ. À, chúng ta có được cái khung vòng lớn này rồi, được chưa? Vậy bây giờ đến cái bài toán tiếp theo gì? Tôi đánh giá được phía trước này gì? Yếu tố khí tượng rồi dòng chảy vân vân rồi gió rồi wind, wave rồi current vân vân, rất nhiều thứ tác động đến con tàu, làm cho con tàu có thể gì? Không đạt được cái gì? Tốc độ mong muốn, hay là bởi vì mục tiêu của chúng ta gì? Safety first, xong đến gì? Kinh tế và cuối cùng là phát tiết. Mà chúng ta đã liệt lập ra được cái này, tức là gì? Khoảng cách ngắn nhất rồi. Nhưng bây giờ hay hại cái gì? À, tôi phải biến cái đường này thành đường lốc xô để chạy, đúng không? Có hiểu không nhỉ? Biến thành này lốc xô, như thầy nói là à, cái lốc xô là chúng ta đi khoảng một ngày đường là chúng ta sẽ chia. Nhưng câu hỏi được chúng ta, một ngày đường chúng ta sẽ đi à? Đề thì biết rồi đấy, nhưng đề bằng phải chấm. Đi hướng nào? À, nếu mà yếu tố khí tượng tốt, xuôi dòng, xuôi gió, tàu có thể một ngày đường chạy rất xa, đúng không? Có thể là gì? Tốc độ đang 10 knot nhưng nó có thể tăng lên 11, 12 knot. Nhưng mà gì? Thì yếu tố lại ngược lại, tốc độ nó chỉ có gì? 9 knot. Mà mục tiêu của chúng ta gì? Bám sát cái đường này để chạy hành trình, đúng không? Bám sát đường ô tô để chạy chứ. Nếu không bám sát đường này thì đi đường này quá mà mua đường rồi. Vậy tôi sẽ thiết kế như sau. Thứ nhất, một ngày đường. Một ngày đường tôi căn cứ vào yếu tố khí tượng, gồm có gì? Dòng chảy, gió và các yếu tố khí tượng thủy văn khác. Sóng gió. Tôi sẽ đưa ra một cái gì? Khoảng cách di chuyển được của tàu trong một ngày đường khoảng bao nhiêu? Nếu tàu đi như này, tức là hướng lân cận nhá, hướng lân cận bám sát cái đường ô tô này, lân cận. Tôi ví dụ tôi đưa ra được khoảng độ 4 option. 4 option là đủ rồi, cần gì? Bởi vì đi cách nhau mấy độ thôi, khoảng độ lệch nhau khoảng độ 5-15 độ thì nó sẽ là như thế nào, hiểu không nhỉ? 5 độ để cho biết là gì? Và như thế này, có tránh được sóng gió thì nó chỉ phát sang trái, phát sang phải, chứ không thể đi trực diện được. Đi trực diện thì là cái xong rồi, cũng là lực cản là lớn nhất. Sau khi chúng ta chạy được cái đoạn này, chúng ta mới có một cái gì? Có một cái đường biên như sau, như cái hình vẽ, như cái hình vẽ A của con đây. Tôi sẽ vẽ cái vẽ cái này con quen. Đây này, cái sắp à, sẽ có một cái đường biên như này. À, các bạn, tôi thấy nhiều bạn như là gì, cứ vẽ cái đường này từ A đến B rồi cũng ngoặc, xong cuối cùng là chả hiểu ngoặc tại sao ngoặc như thế, ngoặc như sao? Đây một ngày đường. Mà tôi thì lưu ý đấy, bám sát lần cận này bởi vì tôi đang chia cái đoạn gì, ô tô thành lốc xô, hiểu chưa? Sau đó từ đây này, từ B tôi quay cung tròn. Tiếp xúc cái thằng này ở đâu? Tiếp xúc thằng này ở đâu? Tức là gì? Khoảng cách từ đây đến cái thằng B là ngắn nhất, đúng không nhỉ? Có phải không? Bởi vì quay cung tròn tức là bán kính nó ngắn nhất rồi. Ngắn nhất. Vậy giả sử nó tiếp xúc ở đây. Đấy. Tôi lấy đấy là đầu mút, tôi lại gì? Cho tiếp cận vào đấy. Bây giờ này nó cách xa đường này chẳng lẽ lại xuyên lên đây nữa? Không được. Xin nên đấy. Nhiều bạn cái gì? Cứ vẽ đi, cứ đây này. Cứ vẽ cũng là gì? À, cũng đây xong bắt đầu lại lấy điểm ở đây để vẽ đi. Là sai. Sai bởi vì gì? Cái điểm chúng ta mong muốn là cái điểm gì? Điểm đi xa nhất của tàu, đúng không nhỉ? Xa nhất so với A nhưng lại gần nhất so với B, đúng không? Vậy tôi lại tiếp tục lân cận. Lân cận. Ví dụ gọi ra một cái đường như này. Tôi lại gì? Cung tròn. Cung tròn tương tự. Vân vân và vân 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 vân. Là chúng ta sẽ ra đến cái đường cuối cùng. Cái đoạn này là sẽ gì? Khoảng gì? Một ngày. Còn dưới một ngày thì chỉ phải làm sao? Thì thôi cần gì phải tính nữa, không nhỉ? Đấy, đấy là các đoạn mà chúng ta chia. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành gì? Lối các điểm này lại nhau. Lối các điểm này lại nhau. Và đây sẽ trở thành cái tuyến hành hạ, người ta gọi là hành hạ khí tượng.